khấu Lệ Ngọc cùng đồng hành với đội bóng rổ 3F Galaxy để lan tỏa văn hóa bóng rổ hiện đại, năng động, truyền cảm hứng lối sống tích cực đến thế hệ trẻ và nâng cao sức khỏe cộng đồng và đem về sự tự tin, thành tựu cho bản thân. Đây là dịp sân khấu Lệ Ngọc có thể đóng góp những hành động nhỏ nhưng thiết thực tới cộng đồng và có lối sống không chỉ có tinh thần mà còn thể chất khỏe mạnh. Đây là cơ hội lan tỏa đầu tiên văn hóa kết hợp với thể thao. Nói một cách khác, đưa các hoạt động này gắn chặt lại với nhau và cùng song hành mang giá trị đích thực và tích cực đến với xã hội. Khi mà chung ra thi đấu cho 3F thì rất bất ngờ và may mắn vì 3F đã đồng hành với sân khấu kịch Lệ Ngọc. Chung cũng đã đến tham dự cái một buổi biểu diễn của sân khấu Lệ Ngọc và cảm thấy rất là ấn tượng, rất là phấn khích về những cái màn trình diễn của sân khấu Lệ Ngọc và hy vọng là sắp tới còn được đi xem những cái vở kịch hay của sân khấu Lệ Ngọc nữa. I feel good, man. You know, we won the championship. You know, we just did our thing. Play defense and we scored the ball. So yeah, we did our game plan and it worked. After today, I feel amazing. You know, a little tired, but also I feel very, very blessed to be back in Vietnam to play basketball again. And you know, you obviously feel good setting history. Xin được cảm ơn sân khấu Lệ Ngọc, một nhà tài trợ kim cương, một nhà đồng hành cùng với đội 3F buổi giải này. Xin chân thành cảm ơn. I want to thank all our fans that came out, the whole 3F family. I just want to thank everybody for supporting us the whole time, the whole tournament here. I want to thank you to Lệ Ngọc Theater. Thank you for supporting us and sponsoring us. Much love to you guys. And we did what we did. We won championship for you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. You know, they brought me and my family out. They brought some great players out. They've taken care of us while we're here. It's been an amazing situation, and I can't thank them enough. I'm wishing them more for the future. Hopefully, we can do something bigger and better and keep building. So, thank you so much for that. Và hứa hẹn chúng ta có rất nhiều những cái cuộc tiếp nối và chúng ta sẽ đi chung với nhau trên một con thuyền để vừa giữ vững được đam mê và giữ vững được sức khỏe để phát triển và hướng tới những tốt đẹp nhất cho cộng đồng.